bệnh nhân này nam 34 tuổi, gặp chuyện gì tai nạn giao thông. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông chiều hôm qua hả? Lúc đó được khoảng mấy giờ? Khoảng 1:30. 1:30 chiều hôm qua, nghĩa là đến giờ này là khoảng 17-18 tiếng rồi. Nha, bệnh nhân trên đường đi làm không có rượu bia. Nha, thì trước khi đi làm thì bệnh nhân khai là đã đi tiểu rồi. Thầy nói như thế để hồi chút xíu chúng ta khỏi cái bàn luận sâu. Tại vì một trong những cái triệu chứng của bệnh nhân này là bệnh nhân sau có chứng trong bụng, bệnh nhân khai là đi tiểu không được. Nha, tiểu khó, tiểu không được thì có thể là một cái triệu chứng của vỡ bàng quang. Nếu như bệnh nhân bị chấn thương bụng chính, thầy nói bạn hiểu không? Mà thường thường vỡ bàng quang, chấn thương bụng chính thường nó xảy ra trên cơ địa bàng quang nó căng. Nha, bàng quang căng rồi đập vô bụng một cái thì bàng quang nó mới vỡ. Còn nếu bàng quang trống nước tiểu, không có nước tiểu thì thường thường cái nguy cơ vỡ bàng quang do chấn thương bụng chính là thấp, khả năng đó là thấp. Cho nên trong phần trình bày bệnh sử thầy đặt ra cái vấn đề này luôn. Sau khi bị tai nạn giao thông đó thì bệnh nhân về nhà sau đó thấy đau bụng tăng dần, bệnh nhân khai là ngồi dậy để thấy chóng mặt, rồi sau đó nhập bệnh thẳng bệnh viện này luôn. Rồi hôm qua nhập viện ở đây có được làm CT bụng không? Có làm CT có chắc không? Rồi hôm qua nhập cấp cứu thì tình trạng lúc nhập cấp cứu là sinh hiệu bao nhiêu mấy đứa? Không, tình trạng lúc nhập cấp cứu ấy. Là lúc 22:30 là 9:50. Tình trạng lúc nhập cấp cứu là bao nhiêu, lấy hồ sơ ra đây. Rồi, lúc nhập cấp cứu thì chúng ta thấy là mạch 80/9/6 chứng tỏ có một cái tình trạng là giảm thể tích tuần hoàn. Đồng ý không? Rồi, xét nghiệm ở cấp cứu là bạch cầu 11.000, nơi trôi 78%. HB 9.2, HCT 7%. Ha. Rồi siêu âm lúc này cấp cứu thì có chấn thương lấp dịp ở bụng lưng vừa. Nha, rồi đủ điều kiện để chúng ta kết luận là cái tình trạng khi nhập cấp cứu đấy là bệnh nhân có tình trạng xuất huyết nội. Đồng ý không? Chấn thương bụng kính, sau đó bệnh nhân là chóng mặt. Nha, khi ngồi dậy đau bụng tăng dần. Rồi có sự thay đổi về mạch và huyết áp theo xu hướng mạch nhanh huyết áp tụt. Lúc nhập cấp cứu thì mạch không nhanh nhưng mà huyết áp tụt 9/6. Chỉ số về máu là giảm nè. HCT là 28%, HB 9.6 gram trên decilit. Siêu âm dịch bụng lần vừa như thế thì đủ tiêu chuẩn để kết luận là bệnh nhân có tình trạng chảy máu trong ở trong bụng. Nha, sau cái chấn thương bụng chính. Thì nguyên nhân là gì thì trên siêu âm đọc là kết luận là chấn thương lấp. Thì thầy nghĩ cũng phù hợp, tại vì nếu chúng ta so sánh đánh giá về mặt dịch tế học á thì cái nguyên nhân chấn thương xuất huyết nội sau chấn thương bụng chính thì vỡ lách là nguyên nhân thường gặp nhất. Ngoài ra còn những vỡ những cái tạng mạch khác hay tạng rỗng khác, tạng rỗng cũng có thể chảy máu có ở trong, vỡ mặt treo cũng có thể chảy máu trong. Cho nên nhớ khi bệnh nhân bị chấn thương bụng chính mà vỡ mà chảy máu trong thì một lách, hai gan, ba mặt treo nha. Thứ tư đó là những cái tạng rỗng, ví dụ như ruột, ví dụ như bàng quang cũng có thể gây ra chảy máu trong nha. Rồi cái năm là những cái tạng sau phúc mạc, ví dụ như là thận vân vân. Rồi những hiếm hơn nữa là gì, là vỡ những mạch máu lớn, tụy vân vân nha. Thì thầy nghĩ bệnh nhân này chắc được điều trị bảo tồn. Lý do sao được điều trị bảo tồn, có kết quả CT không? Nhưng để điều trị bảo tồn có chấn thương lấp á thì phải bắt buộc phải làm CT. CT bụng có không ta? Chưa thấy nha. Rồi thôi, không tạm thời mình chút nữa xem cái phim CT sau nếu có nha. Thì sáng nay một trong những cái nội dung để điều trị bảo tồn là ta phải theo dõi sát bệnh nhân nha, xem có cái tình trạng chảy máu đã ngưng rồi hay là vẫn còn tiếp tục nha. Thì sáng nay thì đau nhiều hơn. Bệnh nhân khai là mắc tiểu không được, bụng có đau nhiều hơn không? Thầy thấy là bệnh nhân này có sinh hiệu sáng nay là mạch bao nhiêu? Mạch 95. Mạch 95. Sáng nay là 120/70. Còn 95 là... Mạch 95 huyết áp 12/7. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Như thế thì so với cái lúc nhập viện thì thấy cái gì nó ổn định hơn đấy. Có nhập viện là mạch cũng 90, huyết áp 9/6. Bây giờ là mạch cũng 9 mấy, huyết áp 12/7. Như thế thì cái thể tích tuần hoàn đã được khôi phục rồi. Nhưng bệnh nhân có cái tình trạng là bí tiểu khó,
nha. Chúng ta thấy lâm sàng thì bệnh nhân da niêm, da xanh niêm nhạt, chắc chắn là dấu hiệu của trẻ máu trâu rồi, không có học thêm, không cần bạo lượng nhiều nha, không có sốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng nha. Thầy nói như thế để ta nghĩ là chúng ta có thể tích nghĩ đến khả năng là có vỡ ruột, tại vì nếu mà vỡ ruột non thì 17-18 tiếng chắc chắn là bệnh nhân sẽ có cơ hội tiến nhiễm trùng rõ ha. Bụng bệnh nhân chướng, di động kém theo nhịp thở, thấy không? Thấy không? chỉ có cái thở, cái vùng ngực thôi, vùng bụng nó có thở, nó có di động theo nhịp thở nha. Bụng gồng tấn đau thấp, chỗ nào đau đó nên gõ, nên thầy gõ thì gõ đục thấp nha. Nè, biết chưa, đục hơn đúng không? Đục hơn đúng không? Như thế thì bệnh nhân có tình trạng chảy máu trong ha. Thì hiện tại giờ thì cũng nghĩ là vỡ lách nha, tại vì theo cái chẩn đoán có siêu âm, dĩ nhiên là chẩn đoán xác định phải có kết quả CT. Các bạn nên nhớ một cái vỡ tặng đặc đó mà muốn điều trị bảo tồn bắt buộc phải có CT, còn nếu không có CT thì không thể nào quyết định điều trị bảo tồn hay mổ được. Còn trong những bệnh viện nào đấy không có CT, chúng ta nên chỉ định ngoại khoa luôn nha, tại vì CT đó nó có hai tác dụng. Thứ nhất, nó xác định rõ là tổn thương có thuốc nào, cơ quan nào. Thứ hai nữa, CT có tác dụng thứ nhì là gì, rất là quan trọng là gì, xem có máu nó đang chảy hay không bằng dấu hiệu thuốc cá quan phát mạch. Cho nên để có thể điều trị bảo tồn một trường hợp chấn thương bụng, xuất huyết nội, vỡ tặng đặc nha, thì bắt buộc phải có CT. Rồi quay lại trường hợp này nha, thì thầy vẫn nghĩ là có thể là vỡ lách, khả năng vỡ lách nhiều. Lý do tại sao bệnh nhân bí tiểu thì thầy nghĩ là máu trong bụng nó kích thích là cho bàng quang nó đờ, nó không co bóp nha, cho nên bệnh nhân bí tiểu là do viêm phúc mạc. Viêm phúc mạc đây là do máu nha. Khả năng thứ nhì cũng không loại trừ được là vỡ bàng quang nha. Thì cái triệu chứng thường gặp nhất của vỡ bàng quang là gì, là tiểu máu nha. Tuy nhiên nếu như cái bàng quang nó vỡ toát ra, hiểu thầy nói bằng hiểu không, nó vỡ lỗ nhỏ thôi nha, thì ở trong bàng quang vẫn còn nước tiểu, bàng quang vẫn còn có thể co được, bệnh nhân vẫn đi tiểu ra máu thì ít thôi. Còn nếu bàng quang nó vỡ toát ra, bao nhiêu nước tiểu nó trào trong bụng hết, thì bàng quang làm gì co không bóp được, cho nên bệnh nhân sẽ bí tiểu hoàn toàn. Gọi là bí tiểu, đó là cái từ bí tiểu đó là nằm trong hoạt kép, hiểu vấn đề chưa? Cho nên khả năng thứ nhì là vỡ bàng quang có thể là kết hợp với vỡ lách nha. Thì thầy để chẩn đoán xác định thì dễ lắm nha, chỉ cần đặt cái phong tiểu bệnh nhân này, nếu là vỡ bàng quang thì chắc chắn nước tiểu sẽ ra máu, đúng được chưa? Một cái thủ thuật đơn giản để chẩn đoán cho vỡ bàng quang nha. Giờ chút xíu bạn xem có đúng không nha. Nếu nước tiểu ra bằng trong bình thường thì loại trừ luôn vỡ bàng quang, mà nó là tình trạng chảy máu trong đang diễn tiến, đúng không? Tại sao lại đang diễn tiến mà lại mạch huyết áp lại có xu hướng ổn định, hiểu không? Tại vì bệnh nhân này có được truyền dịch đấy, cho nên cái dịch truyền đó nó bù cái sự thiếu hụt trong lòng mạch, trong cái đó máu vẫn tiếp tục chảy và cho cái bụng bệnh nhân căng ra. Như thế thì bất chấp là bệnh nhân này có mạch huyết áp ổn định nha, thầy cũng phải xét nghiệm lại bằng cái gì, cho bệnh nhân thử cái HCT, HB để xem là có mới đứng tránh ra cho anh trường xem có tục hay không, hiểu không? Cho nên quyết định cái chẩn đoán xác định xem coi là máu nó đang chảy hay đã ngừng rồi thì dựa vào những yếu tố như triệu chứng cơ năng, đau bụng, chứng bụng, và thứ hai nữa lâm sàng, tình trạng da niêm mạch huyết áp, tình trạng bụng, nhưng quan trọng nhất phải là cận lâm sàng. Và cận lâm sàng ở đây không phải là CT kiểm tra, không phải là siêu âm kiểm tra, mà là xét nghiệm về số lượng huyết học, về máu nha, HB, HCT nha. Thường thường xét nghiệm đó chúng ta sẽ, nếu mà tình trạng khẩn á, theo dõi sát á, thì thường thường 3 đến 6 tiếng thì bác sĩ cho xét nghiệm một lần ha. Cho nên kiểm tra để chẩn đoán cái tình trạng chảy máu trong là gì, là xét nghiệm máu. Thứ hai có thể siêu âm chứ không có ai kiểm tra bằng CT hết, nắm được chưa? Rồi xem cuối cùng là gì nhé, tắt đi em. Rồi sau khi đặt phong tiểu chúng ta có cái đáp án rồi, tiểu ra 500 nha, nước tiểu bằng trong, quay xuống dưới quay nước tiểu. Cái gì mà nước đứng dậy quay xuống dưới được rồi, cái gì mà phải cẩn cảnh như thế, ly như thế rồi người xem nó có mặt.
nha. Sau khi đặt thông tiểu, bệnh nhân bắt đầu cái bụng hồi nãy thì có là một cái viên phúc mạc nha. À, sao thở nhanh cái bụng di động nhanh mà kém, bệnh nhân thở nhanh cái bụng kém di động, ấn đau khắp bụng hết nha. Thì bây giờ quá ra là cái viên phúc mạc giả, cái thứ phát từ cái bàng quang nó căng quá, 500 mà đủ để làm cho bàng quang căng cực đại rồi, đúng không? Và thông tiểu xong bàng quang nó xẹp, bệnh nhân giảm đau nha. Thì khám lại cái bụng mềm, xong cái thở dài dài thì bụng mềm hơn nha. Như thế thì nãy cái dấu hiệu mà thầy trò mình nói là viêm phúc mạc đấy là do bàng quang nó căng quá ha. Thì bây giờ chúng ta trở lại với cái bài toán ban đầu là điều trị bảo tồn cái bỏ lách chứ không phải là bỏ bằng quang nữa, loại trừ hẳn luôn bỏ bằng quang ha. Tín hiệu ổn nha, bụng bệnh nhân bớt đau mềm hơn nha, thì ta lại nghĩ nhiều là có thể bảo tồn được. Và để khẳng định thì sáng nay sẽ cho siêu âm, sáng nay sẽ cho thử lại công thức máu nha. Chỉ để ý hai cái chỉ số là HCT và HB. Sao thở nhanh dữ vậy? Đó, lý do là sao? Có nặng ngực không? Hít sâu vô tôi xem là hít mạnh vô, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. Một cách đơn giản để xem có tràn máu bằng phổi hay không là ta xem bệnh nhân nó hít đủ sâu. Nếu bệnh nhân hít không đủ sâu là coi chừng là có máu trong đấy ha. Tại vì sao? Thường thường là có thể là có phối hợp giữa một cái vỡ lách và một cái tràn máu bằng phổi. Hít sâu vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô. Tôi không nghe thầy, tôi không nghe. Hít vô, hít vô, hít sâu vô, thở ra, hít, hít, thở, hít, thở. Ông phải bờ hai bên bằng nhau nha. Nếu mà thi cử có hỏi là đặt một ống nghe ở vị trí nào đấy ở lòng thành ngực để chẩn đoán một cái tràn máu bằng phổi một bên nha, đặt chỗ này, đặt ở đây. Khi nào nghe chẩn đoán tràn khí bằng phổi mà yêu cầu chỉ đặt một cái vị trí thôi, đặt ở đây, hiểu không? Tại vì khí nó sẽ tập trung ở đây mà dịch nó sẽ tập trung vùng thấp. Dĩ nhiên là khi khám bài bản thì bạn phải khám toàn diện hết nha. Thầy nghe hai bên vùng thấp, hai bên đều hết, như thế loại trừ khả năng là có tràn máu bằng phổi. Nhưng tại sao vỡ lách có tràn máu bằng phổi? Có họ một bên là lý do cơ chế nào gãy xương sườn, đúng chưa? Thì cái tràn máu bằng phổi do gãy xương sườn, nhưng mà cái vỡ lách không phải do gãy xương sườn mà là do chấn thương kín. Thầy nói bạn hiểu không? Hiểu rồi ha. Rồi thôi, cái này chắc là điều trị tiếp, bảo tồn tiếp đấy, cho đến khi nào có kết quả công thức máu thì sẽ thay đổi ý định lại ha. Tắt đi không?